Theo Telegraph, rồng biển Ruby là loài thứ ba trong dòng họ rồng biển vừa được phát hiện. Các nhà khoa học lần đầu tiên biết đến nó là vào năm 2015, nhưng khi ấy họ kết luận về sự tồn tại của nó dựa theo mẫu vật từ bảo tàng Úc. Các nhà khoa học cho biết việc ghi hình được loài rồng có hình dáng thú vị này giúp họ khám phá những chi tiết mới về giải phẫu học, môi trường sống và hành vi của chúng. Rồng biển là dạng bà con của cá ngựa. Theo Sputnik News, hiện giờ khoa học biết tới 3 loài thông thường, hình lá và ruby. Trong đó, rồng biển ruby gợi nhớ đến con cá ngựa nhiều hơn. Các nhà khoa học cho rằng rồng ruby sống ở độ sâu 50 mét và sắc màu đỏ rực của nó có lớp hóa trang hoàn hảo trong cột nước dưới đáy sâu.